chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Căn cứ quyết định số 1831 về việc điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ đề án số 06 ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và điều động cán bộ công chức giai đoạn 2020-2025. Chiều ngày 7 tháng 8, Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Lâm khóa 9, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lô Huy Hùng với lý do chuyển công tác sang làm việc tại Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn và bầu chức danh đối với ông Lữ Văn Đương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 năm 2023. Trước sự chứng kiến của các đồng chí Lê Đình Thanh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện Ban tổ chức huyện ủy, trên cương vị mới, ông Lữ Văn Đương hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần đưa đời sống của bà con nhân dân xã Ngọc Lâm ngày một đi lên và phát triển. Sáng ngày 8 tháng 8, Ban tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo huyện tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho các giáo viên giảng dạy môn học giáo dục công dân trong các trường học năm 2023 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Tham gia lớp bồi dưỡng có 100 học viên là các giáo viên dạy môn giáo dục công dân của các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Với thời gian 1,5 ngày, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản như nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đánh giá của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại hội nghị lần thứ 7, hội nghị giữa nhiệm kỳ. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả công tác đối ngoại trong thời gian gần đây, quán triệt triển khai nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết quả 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương khóa 31, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, một số nội dung khác về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sáng ngày 8 tháng 8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với sự tham gia của 100 đồng chí. Tại đây, các học viên đã được tiếp thu một số kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa con người Việt Nam, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống, có ý thức thái độ xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để xứng đáng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ động tự giác và có trách nhiệm trong công việc cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Toàn bộ nội dung trên đều do các đồng chí lãnh đạo chuyên viên thuộc các ban xây dựng đảng của huyện ủy, các ngành đoàn thể cấp huyện trực tiếp lên lớp và truyền đạt. Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thanh Chương phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn và Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023. Với tinh thần trao giọt máu đào tiếp thêm sự sống, ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023, huyện Thanh Chương đã thu hút hơn 1.000 cán bộ công nhân viên chức
đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Việc hiến máu được thực hiện đúng quy trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 750 đơn vị máu. Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, không chỉ giúp cho người bệnh cần truyền máu thoát khỏi cơn hiểm nghèo mà còn hỗ trợ ngành y tế giải quyết khó khăn về tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị. Tại xã Võ Liệt, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng vừa tổ chức hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi cụm 3. Tham gia hội thi gồm có 6 đội tuyển đến từ các xã Võ Liệt, Thanh Thịnh, Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thủy. Theo đó, mỗi đội đại diện cho một xã dự thi phải trải qua 4 phần thi, gồm màn chào hỏi từ giới thiệu, thi kiến thức, thi xử lý tình huống và một tiểu phẩm sân khấu. Nhờ được đầu tư chuẩn bị chu đáo nên các đội đã hoàn thành tốt phần thi của mình, được ban giám khảo đánh giá cao. Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023 là đầu tiên được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát đầu tư cộng đồng ở địa phương, góp phần khẳng định vị trí vai trò và ý nghĩa của công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở, trong hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác giám sát ở cơ sở. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở và giám sát đầu tư của cộng đồng. Kết quả đội tuyển xã Võ Liệt đạt giải nhất, đội tuyển xã Thanh Thịnh đạt giải nhì và xã Thanh Chi đạt giải ba. Sáng ngày 7 tháng 8 tại xã Thanh Long, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức hội thi Ban giám sát đầu tư cộng đồng giỏi cùng Bích Hào với sự tham gia của 7 đội tuyển đến từ các xã Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân và Thanh Lâm. Mỗi đội dự thi đều phải trải qua 4 phần thi, đó là màn chào hỏi từ giới thiệu về mình, kiến thức xử lý tình huống và năng khiếu. Qua hội thi cho thấy, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên các đội đều đã thể hiện tốt các phần thi của mình, để lại nhiều ấn tượng nhất là ở phần thi năng khiếu. Bằng nghi thức sân khấu hóa, các đội đều đã thể hiện tài năng của mình thông qua các vai diễn và tình huống được tái dựng sống động, chân thực và hài hước trong các tiểu phẩm. Các nội dung thi đều gắn với việc hiểu biết các quy định pháp luật liên quan đến giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định trong Luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022, Luật đầu tư công, Nghị định số 29 năm 2021 của Chính phủ, Thông tri số 25 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã phường thị trấn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Thanh Hà, giải nhì cho đội Thanh Lâm, giải ba cho các đội Thanh Long và Thanh Tùng. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 4 trên 6 cụm tổ chức thành công hội thi Ban giám sát đầu tư cộng đồng giỏi cấp huyện. Ủy ban Nhân dân huyện vừa phối hợp tổ chức hội thi Hòa giải viên giỏi cụm 4 năm 2023. Tham gia hội thi có 9 đội tuyển đến từ các xã Thanh Ngọc, Thanh Phong, Thanh Dương, Ngọc Sơn, Thị Trấn, Xuân Tường, Thanh Đồng, Đồng Văn và xã Đại Đồng. Tại hội thi, mỗi đội đều phải trải qua 4 phần thi, đó là giới thiệu đội tuyển của mình hoặc đặc thù và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương bằng hình thức thích hợp như kịch, tiểu phẩm, thơ ca, hò vè. Phần thi kiến thức, các đội thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong bộ câu hỏi của ban tổ chức. Phần thi xử lý tình huống bằng hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi xử lý tình huống về mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Phần thi tiểu phẩm, các đội thi biểu diễn tiểu phẩm bằng hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật sân khấu khác phù hợp về một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã xảy ra tại địa phương và được hòa giải thành công. Điều đặc biệt ở hội thi này là các đội đều cơ bản đồng đều và trang phục phù hợp với từng phần thi nên đã làm nổi nét của các diễn viên. Riêng phần thi tiểu phẩm, tất cả các đội đều đầu tư công phu và bài bản. Sau một buổi làm việc nghiêm túc khẩn trương, ban tổ chức hội thi đã lựa chọn và trao giải nhất cho đội tuyển thị trấn, giải nhì cho các đội tuyển Đồng Văn và Thanh Đồng, trao giải ba cho các đội Thanh Phong, Thanh Dương, Xuân Tường và trao giải khuyến khích cho các đội còn lại. Thưa quý vị và các bạn, như vậy sau 7 ngày thi đấu vòng loại, giải bóng đá thanh niên hè năm 2023 của đoàn xã Thanh Tiên đã đi đến vòng chung kết giữa hai đội Mỹ Chùa và Tân Hợp. Tuy không phải là những cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng các đội bóng đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Các cầu thủ đã mang đến một bầu không khí vô cùng sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng hay, kịch tính, hấp dẫn, những bàn thắng đẹp mắt và xen lẫn là những pha bỏ lỡ đầy tiếc nuối, thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia và cổ vũ. Sau hai hiệp thi đấu cân sức cân tài, hai đội phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu. Kết quả là đội Mỹ Chùa đã chiến thắng và giành chức vô địch giải bóng đá thanh niên hè năm 2023. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Mỹ Chùa, giải nhì
cho đội Tân Hợp và 2 giải 3 cho các đội Thanh Liêu và Gia Hội. Cũng thông qua giải bóng này, đoàn xã đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tổ chức chương trình bán nước mía thiện nguyện để hỗ trợ giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền được 9,5 triệu đồng. Đây là một hoạt động bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa các đoàn viên thanh niên, các đơn vị thôn xóm. Đồng thời đây cũng là dịp để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân trong toàn xã với phương châm khỏe để lao động sản xuất, học tập và công tác. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.